Hà Nội FC vừa chiến thắng Bình Dương 1-0 ở chung kết lượt VAFC Cup và đăng quang một cách thuyết phục với tổng tỷ số thắng 2-0 sau cả hai lượt trận. Đội bóng của Bầu Hiển đang là vua ở cấp độ câu lạc bộ bóng đá khu vực Đông Nam Á, sở hữu rất nhiều những tuyển thủ quốc gia đẳng cấp như Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng cùng các ngoại binh chất lượng như Samson, Omar. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là đội trưởng Văn Quyết, đội phó Thành Lương đang chơi cực thăng hoa, giúp cho nhà đương kim vô địch V-League đang có sức mạnh vượt trội so với phần còn lại. Đội chủ nhà đương đánh giá cao hơn rất nhiều so với đội bóng Sư Thanh. Trong lịch sử 10 lần đối đầu giữa hai câu lạc bộ, Hà Nội FC cũng đang nhỉnh hơn với 5 chiến thắng, câu lạc bộ Thanh Hóa chỉ thắng 3. Đặc biệt hiện tại, câu lạc bộ của Hà Nội còn đang đạt phong độ rất cao với 7 chiến thắng trong 10 trận gần đây. Họ đang giữ top 1 trên bảng xếp hạng với 37 điểm sau 19 vòng đấu và gần như chắc chắn sẽ có thêm 3 điểm ở trận đấu này. Câu lạc bộ Thanh Hóa vừa để thua Quảng Nam đến 0-3 ở vòng đấu trước. Như vậy đã 4 trận gần đây tại V-League, đội khách không thắng mà còn phải đón nhận đến 3 thất bại. Phong độ của câu lạc bộ xứ Thanh là hết sức tồi tệ và không được đánh giá cao vào lúc này. Trên bảng xếp hạng V-League hiện tại, câu lạc bộ Thanh Hóa mới có 25 điểm, xếp vị trí thứ 7. 9 trận phải thi đấu xa nhà ở giải vô địch quốc gia cho đến thời điểm này, họ mới thắng được 1 và để thua tới 5. Nên theo nhận định bóng đá của các chuyên gia, đội chủ nhà đang hoàn toàn áp đảo đối thủ trên mọi phương diện. Nhiều khả năng Hà Nội Fan Club sẽ có một chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số cách biệt,